hỏi: Làm sao để lìa khổ được vui và liễu sanh thoát tử? Đáp: Quý vị không khổ tức là vui rồi, còn quý vị không tử tức là sanh đó. Sự sự đô hảo khứ, tỳ khí năng quá liễu, chân năng bất sanh khí, tự đắc vô giá bảo, tái yếu bất quán nhân. Sự sự đô năng hảo, phiền não vĩnh không sanh, quan nghiệt tòng na trảo, thường thủ nhân bất đối, tự thị tự kỷ khổ mộc liễu. Nghĩa là mọi sự đều bỏ được, nóng giận lại khó trừ. Nếu thật không nổi nóng, tức được vật vô giá, không còn quán ghét người, mọi việc đều tốt đẹp, phiền não mãi không sanh, quan nghiệt tìm đâu ra. Cứ thấy người không đúng, mình sẽ khổ dài dài. Nếu cứ mãi thấy người ta không đúng, tức là tự làm khổ mình đấy. Nếu không muốn khổ thì quý vị nên nhìn thấy ai nấy cũng là Phật cả. Chuyện rất đơn giản và gần gũi vậy thôi mà quý vị cũng làm không xong.